Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ tại trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, sâu vào 12m, thiết kế trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng trước sau giặt phơi đồ. Một căn nhà đẹp, giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng, 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Căn nhà giá rất rẻ nha anh chị. Một trệt một lửng 3 lầu luôn, xây rất là cao và giá bán chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Anh chị vay ngân hàng thoải mái nha. Đường trước nhà thì rất là rộng. Đường rộng khoảng tầm 3,5m nha. Xe hơi có thể chạy đến cửa nhà. Đây, con đường trước nhà rộng khoảng tầm 3,5m nha anh chị. Nằm trong khu nhà hiện hữu lâu đời rồi, nằm sát với trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp, cách trục đường chính khoảng tầm 50m thôi. Đường rộng tầm 3,5m, xe hơi anh chị có thể chạy đến cửa nhà và xe ba gác thì vào thoải mái nha. Đấy, khu nhà hiện hữu đồng bộ rất đẹp, rất cao cấp. Giá rẻ chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và chúng ta cùng theo chân nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn nhà thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Mặt tiền chúng ta sẽ được làm theo mẫu nhà tân cổ điển, theo kiểu kiến trúc Roma nha. Đấy, xây vuông rất đẹp, có đèn LED phía bên ngoài. Và ở đây sẽ được thiết kế hai lớp cổng nha. Một lớp cửa cổng sắt 4 cánh và bên trong thì có cửa nhôm Sifa. Phía đây là khu vực phòng tiếp khách, có thể đậu xe hơi nhỏ nhỏ ở đây được. Nếu mà xe 4 chỗ chúng ta có thể đậu ở đây được. Được ốp sàn gạch 80 và tặng lại sofa. Hai bên tường thì được ốp nhựa PVC và trên thì được làm đèn chùm vô cùng đẹp và đẳng cấp luôn. Một căn nhà giá bán rất rẻ, chỉ có hơn 5 tỷ đồng một tí xíu thôi. Và vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. Căn nhà rất đẹp nha mọi người. Xây mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng. Hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Và chỉ chờ quý vị đến mua thôi. Di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ đến với không gian cầu thang. Tặng full nội thất nha, cầu thang ốp đá hoa cương. Bên này chúng ta sẽ có tủ rượu này. Tủ rượu. Phòng bếp rất là rộng luôn. Tặng bàn ăn 4 ghế, tủ gỗ cam xe nha anh chị. Tường được ốp nhựa. Đèn chùm đèn LED rất đẹp, rất sang luôn. Căn nhà giá rẻ chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Trệt lửng 3 lầu, có tới 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có phòng thờ, sân thượng trước sau. Vị trí rất đẹp, rất là đẳng cấp. Đường hiện hữu lâu đời. Nhà xây cao lầu. Rất là thoáng luôn. Mới cống nha. Đây có sofa. Đấy, đầy đủ nội thất hết luôn. Đậu xe hơi nhỏ nhỏ trong nhà được. Có thang ốp đá hoa cương. Cũng rộng tầm 90. Di chuyển lên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách. Phòng khách trên này thì chúng ta sẽ được tặng lại kệ tivi. Tường được ốp rất là nhiều nhựa và dán dễ tường. Ở dưới sàn thì được ốp gạch giá gỗ nha mọi người. Có giếng trời ở giữa nha. Căn nhà giá rất êm nha anh chị. Có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và treo tường đã có đầy đủ hết rồi. Giá rất êm, rất mềm. Anh chị, cô chú khách hàng nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy gọi trực tiếp về Tem Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay vào luôn để theo dõi những video mới. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng 1-2. Phòng ngủ đằng trước có hết nội thất luôn, giường 1m6 cả với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh mới. Đấy, đã có hết nội thất sẵn hết rồi. Phòng ngủ rộng rãi thoáng mát. Cửa sổ ra phía ngoài, rèm cửa và cửa nhôm sifa cửa lùa nha. Có ban công. Đấy, có hết nội thất sẵn hết rồi nha anh chị. Chỉ chờ quý anh chị đến mua thôi. Căn nhà mình giá bán chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi nha. Vẫn còn thương lượng nha quý vị. Khu vực toilet thì chúng ta có bồn cầu khối này, vòi tắm sen thuyền. Đấy,
đầy đủ hết nha. Phòng đằng sau của nhà mình cũng có giường, nệm, tủ quần áo và máy lạnh. Căn nhà rất đẹp nha mọi người, rất đẹp, thiết kế hiện đại cực kỳ đẳng cấp luôn. Máy lạnh mới đấy, giá bán cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị nào thích thì hãy gọi trực tiếp về tới bên em, và chúng ta xem thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Di chuyển lên phía trên khu vực lầu 2, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3, số 4 nha. Phòng đứng trước phòng số 3 này thì không làm nội thất nha quý vị. Phòng trống nha, có giờ không có giường, có tủ và kệ tivi, máy lạnh. Phòng này không có giường, không có nệm. Đấy, không có giường, không có nệm nha. Đây là phòng, khu vực phòng số 4. Phòng số 4 của anh chị thì cũng được làm đầy đủ hết rồi. Giường, nệm, tủ quần áo, máy lạnh có hết luôn. Cửa sổ ra phía dưới trời. Căn nhà giá rất êm, rất rẻ, chỉ có 5 tỷ 100 triệu thôi. Vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt nha anh chị. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay vào luôn để theo dõi những video mới. Đấy. Khu vực nhà vệ sinh này. Toilet rất rộng dài. Bồn cầu khối, vòi sen thuyền, có tủ kệ phía bên trong. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3. Không gian phòng thờ, sân thượng trước, sân thượng sau. Đây là khu vực để máy giặt. Và phía bên này sẽ là không gian sân thượng trước. Anh chị có thể ngăn cách để làm phòng thờ phía ngoài này được. Ta cũng có thể ngăn cách ở đây để làm phòng thờ thêm được nha. Có một cái mái dù kéo ở phía trên để chúng ta đỡ mưa, để lóng thạch cao chúng ta làm cái phòng thờ đây thêm cũng được. Phía sau sẽ là khu vực sân thượng giặt phơi đồ. Một căn nhà giá mềm, chỉ có hơn 5 tỷ một tí thôi. Đấy, có phòng giặt phơi đồ đầy đủ, khung sắt và là mái phía trên hết rồi. Rất rẻ nha quý vị. Đấy, chỉ có 5 tỷ mốt thôi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.